Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng vừa tổ chức tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và trao quà Tết cho 45 trường hợp là các bậc cao niên và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quê Trung. Mỗi suất quà là 1 triệu đồng, bao gồm 500.000 tiền mặt và 500.000 tiền quà Tết. Món quà góp phần động viên và đem lại niềm vui giúp bà con có thêm điều kiện để có một cái Tết đủ đầy hơn. Năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng tăng gần 20% doanh số so với năm 2021, đảm bảo việc thường xuyên và thu nhập cho người lao động. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài các suất quà Tết, mỗi lao động được công ty thưởng tháng lương thứ 13. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn thương hiệu, văn hóa và hình ảnh công ty, phấn đấu tăng trưởng từ 5 đến 10% so với năm 2022.